Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng báo giá tới toàn thể quý vị và các bạn những mẫu xe có sẵn ở cửa hàng. Đấy, quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào liên hệ cho anh Khánh theo số điện thoại 0917165240 và kết bạn Zalo để biết thêm chi tiết chiếc xe thì cần mua cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Đấy, một mẫu xe Mỹ cơ bắp, form đẹp, sản xuất 2016 Chevrolet Cruze phiên bản số sàn máy 1.6, một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, thân vỏ này nặng máy số zin, mang biển kiểm soát Thái Nguyên 20A55770. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá là đề xuất là 335 triệu đồng thôi. Xe Mỹ 2016, xe gia đình còn zin nguyên bản và mức giá là 335 triệu đồng. 335 triệu đồng thì bên em sẽ bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Một mẫu xe định vị ở phần cúp hạng C nhá, bánh đĩa 4 bánh nhá, la răng cực kỳ đẹp luôn. Đó, nội thất ghế da dày dặn, màn hình đầu đài nguyên bản Chevrolet Cruze 2016, 335 triệu đồng. Vâng, tiếp theo đây là một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu. Đấy, sản xuất 2004, lăn bánh 2008. Phiên bản số tự động, máy dầu 2.4 nhá. 2.0, máy dầu 2.0. Đó, số dịch ra. Sấy ghế, điều hòa auto, chìa khóa điện này. Đấy, cửa sổ trời. Một mẫu xe máy dầu đăng ký 7 chỗ ngồi. Đó, nội thất rất là rộng. Đấy, hàng ghế phía sau gập lại thì có thể để đồ rất là thoải mái này. Hyundai Santa Fe Gold nhé, bản Gold này. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 239 triệu đồng. Hyundai Santa Fe Gold 239 triệu đồng thôi. Vâng, tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu, sản xuất 2016, bản sedan 2 đầu, phiên bản số sàn máy 1.2. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 245 triệu đồng. Đấy, xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, bao giá tên cho quý vị các bạn nhé. Một chiếc Daewoo Lalot sản xuất 2001, mức giá là 169 triệu đồng. À, 69 triệu đồng nhá. 69 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Avante sản xuất 2011 phiên bản số tự động, xe gia đình sử dụng, máy 1.6. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 328 triệu đồng. Đấy, xe này trang bị khá là đầy đủ. Thành đĩa ABS, túi khí, cửa sổ trời, nội thất ghế da. Có ghế của nó rất là dày dặn. Màn hình cam lùi, khóa điện, cửa sổ trời, phần khúc C rộng rãi, đầm chắc, treo êm ái, 328 triệu đồng. Bãi xe của em thì ngay cạnh đường người đây, rất thuận tiện giao thông cho các bạn đi lại. Vâng, tiếp theo là một chiếc Luna Sati sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 1.6. Tại chiếc xe chỉ có mức giá là 158 triệu đồng. Xe này thì có mấy cái đặc điểm rất là hay, là form vẫn còn đẹp này, hệ thống treo độc lập cả trước cả sau này. Đấy, âm thanh hay, đi đầm chắc. Đấy, cách âm tốt. Đó, và cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu bằng với cả Hyundai Avante, hơn Toyota Vios chút xíu thôi. Vâng, tiếp theo cũng là một mẫu Daewoo Sati sản xuất 2005 phiên bản số sàn máy 1.6, với giá là 115 triệu đồng, mang biển kiểm soát Hải Phòng này. Đó, phía bên cạnh đây là một chiếc Nissan Sunny sản xuất 2015 bản đủ phiên bản số sàn máy 1.5. thân vỏ này lặn máy số zin, hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 228 triệu đồng. Nissan Sunny. Đều là Sati. Đấy, phiên bản số tự động máy 1.6 nhé.
và thiết kế ra nguyên bản màn hình Android, cửa sổ trời. Chiếc xe này thì sản xuất 2009, phiên bản số tự động và bản này bản 8 thu phí. Đó, cốp C đi đầm chắc và rất là đẹp. Hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là chỉ có 248 triệu đồng thôi. Là răng phay à? 248 triệu đồng. Điều là Sati Ceric 2009, phiên bản số tự động máy 1.6 nhập khẩu. Và ngày tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2017, phiên bản số sàn máy 1.2. 2017 thì sản xuất lắp ráp trong nước. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 269 triệu đồng. Sedan 2 đầu, máy 1.2, tiết kiệm nhiên liệu, thân vỏ lành lặn, máy số zin. Đó là một chiếc Mitsubishi Aptra sản xuất 2016, phiên bản số sàn nhập khẩu, bản máy 1.2. Một mẫu xe gia đình sử dụng sơn xi màu trắng ngọc trai nhé. Mang biển kiểm soát 143-23205. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá là 248 triệu đồng thôi. Một mẫu xe sedan rộng rãi nhập khẩu, tiết kiệm nhiên liệu. Một chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2011, phiên bản số tự động, máy xăng. Xe gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát Hải Dương, bản V nhé, số tự động. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 430 triệu đồng, gầm cao máy thoáng. Đấy, phiên bản số tự động, động cơ 2.7. Đó. 430 triệu đồng nhé. Một chiếc Toyota Vios bản Nemo lăng kịch sản xuất 2007, phiên bản số sàn máy 1.5, hiện tại chiếc xe đang mức giá là 155 triệu đồng. Toyota Vios. Phía bên kia là một chiếc Honda Civic sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 1.8, một mẫu xe gia đình sử dụng, hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 248 triệu đồng. Honda Civic phân khúc C, đầm chắc, êm ái. Vâng, là một chiếc Honda Civic sản xuất 2009 này, đấy, mức giá là 238 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất 2015, phiên bản số sàn máy 1.5, đấy, chiếc xe là mức giá là 215 triệu đồng. 2015, xe gia đình sử dụng nhé. Một chiếc Toyota Vios sản xuất 2012, phiên bản số sàn máy 1.5, bản Nemo lân kịch đồ. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 210 triệu đồng. Sơn xi màu đen, Toyota Vios. Thì hồi đồng cuối đá phá không hỏng rồi. Đấy là răng đúc bốn bánh, gương kính chỉnh điện cụt xe rồi, nâng phun đồ rồi. Một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2004, phiên bản số tự động. Máy 1.6, hộp số CVT, mang biển kiểm soát 29A49215. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá chỉ có 165 triệu đồng thôi. Đã sử dụng một chiếc xe sedan phiên bản số tự động, một số CVT, máy của Mitsubishi thì siêu bền bỉ rồi. Một chiếc xe khá là ok để mình sử dụng gia đình. Chiếc Kentra X này sáng nay thì khách đã đặt cọc rồi. Vâng, một chiếc Deo Lumira sản xuất 2003, 69 triệu đồng. Một chiếc Toyota Vios bản Nemo lăng kịch sản xuất 2006, phiên bản số sàn máy 1.5, bản Nemo lăng kịch đồ. 145 triệu đồng. Đó, Toyota Vios, con này nội thất khá là đẹp. Đấy, khóa điện. 145 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2004, phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, máy 1.6, hộp số CVT, mang biển kiểm soát Hải Phòng, và mức giá là 175 triệu đồng. Quý vị và các bạn mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm đăng ký kênh màu đỏ và nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn đưa lên hàng ngày. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 và kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết chiếc xe mình cần mua cũng như đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Một chiếc Hyundai Avante phân khúc C sản xuất 2013, phiên bản số tự động, máy 1.6, một mẫu xe gia đình sử dụng, thân vỏ lành lặn, máy số zin.
trang bị ABS, túi khí, cửa sổ trời, phiên bản số tự động máy 1.6 và mức giá là 358 triệu đồng, sơn xi mông lông chuột, đăng kiểm tháng 3 2023, hơn 300 triệu thôi. Hyundai Avante treo độc lập, cách âm tốt, âm thanh hay. Một chiếc Deu Lovira Noi Lalot sản xuất 2005, máy 1.5 nữa. Tại xe đang mức giá là 72 triệu đồng. Một chiếc Toyota và Innova bản E bản đủ sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 2.0. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 335 triệu đồng. Và xe này bên em đã rút hồ sơ được bao ra tên cho quý vị các bạn nhé. Vâng, một chiếc Hyundai Avante sản xuất 2014, phiên bản số sàn. Máy 1.6, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 299 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc, 299 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Giao xe toàn quốc cho quý viện, phanh đĩa ABS, la răng đúc, gương kính chỉnh điện, cụp xe, túi khí đầy đủ hết, 299 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản G nhé. Đời sâu thì bản G là bản đủ, một mẫu xe gia đình sử dụng, mức giá là 225 triệu đồng. Một chiếc Deu Matiz sản xuất 2008, phiên bản số sàn máy 1.0.8 nhé. Hiện tại chiếc xe của chỉ mức giá là 66 triệu đồng thôi. Một chiếc Toyota Jay bản GLX sản xuất 2004, phiên bản số sàn máy 1.8 máy xăng. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 175 triệu đồng. Toyota Jay siêu đời đồng cuối đá. Mẫu xe đang dụ đa dụng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đó, thất ghế da sạch sẽ, vô lăng 3 chấu, điều hòa 2 dàn. Những mẫu xe này quý vị mua về chạy công trường công trình, điều hòa rồi kết hợp công việc khá là ok. Một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2004, phiên bản số sàn máy 2.0, mẫu xe quân nhân sử dụng. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 140 triệu đồng. Phía trước quý vị các bạn là một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005, phiên bản số sàn máy 2.0. Mitsubishi Jolly form mới, lốp treo, đèn cột, máy turbo, đèn pha, mét sách. Hiện tại chiếc xe này thì có mức giá đề xuất là 139 triệu đồng. Giá cả rất là hợp lý. Lốp treo, đèn cột, xe này được trang bị rất là đầy đủ. Cam hành trình, cam lùi, màn hình DVD, đấy, súp gầm. Thân vỏ đẹp, máy cực kỳ là chất. 139 triệu đồng. Vâng, một chiếc Kia Rio sản xuất 2015, phiên bản số tự động máy 1.4 nhập khẩu, xe gia đình sử dụng. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 368 triệu đồng. Xe mang biển kiểm soát 19A09207. 2015, 368 triệu đồng. Xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện trang bị khá là đầy đủ, màn hình cam lùi, 368 triệu đồng. Đấy, giá cả thì vẫn có thể tương đương thêm một chút xíu nữa là có thể vào việc được rồi. Một chiếc Toyota Innova sản xuất 2015, phiên bản số sàn máy 2.0. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 335 triệu đồng, sơn xi màu vàng cát, mang biển kiểm soát thủ đô. Một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2005, phiên bản số sàn máy 2.0 form mới, mang biển kiểm soát Hải Dương. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 142 triệu đồng. Sơn xi màu vàng cát này, la răng đúc 4 bánh, đăng ký 7 chỗ ngồi. Còn một chiếc Toyota Innova sản xuất 2007, phiên bản số sàn máy 2.0, mức giá là 225 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Captiva sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 2.4. Đó, một mẫu xe gia đình sử dụng còn rất là đẹp, gầm cao máy thoáng mà chỉ có 225 triệu đồng thôi. 225 triệu đồng Chevrolet Captiva. Khi bên đây là một mẫu trong những mẫu xe giá rẻ, đi lại tránh mưa, tránh nắng tập lái này. Chevrolet Spark.
Matiz Joy, Matiz Super nhập khẩu sản xuất 2008. Phiên bản số sàn máy 0.8. Mức giá chỉ có 92 triệu đồng thôi. Vâng, những chiếc xe này thì khách đã cọc rồi, bên em đang làm thủ tục sang tên đổi chủ giao xe. Một mẫu xe của nhà nước này, công chức nhà nước, Nalot 2003, phiên bản số sàn máy 1.5. Nó chỉ mấy chục triệu đồng thôi. 248 triệu đồng. Corona 1992 nhập Nhật, máy 1.3, 59 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning SLX nhập khẩu sản xuất 2010, phiên bản số tự động máy 1.0, trang bị 4 máy la răng đúc, la răng hoa mai, điều hòa auto, gương chống chói tự động. Một mẫu xe nồi đồng cuối đá, rất tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá 215 triệu đồng. Kia Morning SLX 2010. Còn là một chiếc Toyota Corolla Altis sản xuất 2008, form 2009, phiên bản số tự động máy 1.8, tuy nhiên chính chủ một chủ từ mới. Tại chiếc xe đang có mức giá là 316 triệu đồng, đấy, giảm rất là sâu rồi. Một chiếc Leona Sati sản xuất 2010, phiên bản Việt, phiên bản số sàn máy 1.6, một mẫu xe gia đình sử dụng. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 168 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Avante sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6, là chiếc xe này chỉ có mức giá là 248 triệu đồng thôi. Phần cúp C đi đầm sắt treo êm ái. Một chiếc Leona Sati sản xuất 2010 nhập khẩu, phiên bản số tự động máy 1.6, hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 252 triệu đồng. Dòng xe nhập khẩu này trang bị rất là đầy đủ. Đó, phiên bản số tự động nhé, máy 1.6, màn hình Android, cửa sổ trời, nội thất kế ra nguyên bản, đi đầm sắt, 252 triệu đồng. Còn là tiếp theo là một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 0.8, là chiếc xe mức giá là 89 triệu đồng. Còn phía bên cạnh là một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2016, phiên bản số sàn máy 1.2, một mẫu xe gia đình sử dụng, trang bị rất là đầy đủ, cam hành trình 186 triệu đồng, xi nhan trên gương này, máy 1.2 khá là ok. Đó, màn hình Android này, cam hành trình này, nội thất kế da nguyên bản, trần lỉ nguyên bản, rất là đẹp. Chevrolet Spark vâng, là một chiếc Kia Morning, mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản tiêu chuẩn, sản xuất 2017, đấy, phiên bản số sàn máy 1.25, mức giá là 205 triệu đồng, sơn xì màu xanh ngọc. Phía bên đây là một chiếc Kia Morning sản xuất 2016, phiên bản tiêu chuẩn, máy 1.25, sơn xì màu đỏ rất là đẹp. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 195 triệu đồng, 195 triệu đồng, chưa đến 200 triệu. 2016, sơn đỏ đẹp, máy số zin. Tiếp theo lại là một chiếc Chevrolet Spark sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 0.8, hiện tại chiếc xe đang mức giá là 89 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning sản xuất 2017, phiên bản số sàn máy 1.25. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đã rút hồ sơ rồi, bao giá tên cho quý vị các bạn, mức giá là 208 triệu đồng. Tiếp theo lại là một chiếc Kia Morning sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 1.25, mức giá là 169 triệu đồng. 2013 nhé, tuy nhiên rồi 169 triệu đồng. Hiện tại có rất nhiều các mẫu xe cho quý vị các bạn lựa chọn. Quý vị các bạn mà quan tâm thì
liên hệ cho Thánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Tiếp theo là một chiếc Matiz SE sản xuất 2007 phiên bản số sàn máy 0.8, tư nhân sử dụng, mức giá là 63 triệu đồng. Matiz SE mang biển kiểm soát 36A06054, 63 triệu đồng. Rất nhiều sự lựa chọn cho quý vị các bạn nhé. Một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6. Tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 238 triệu đồng. Đấy, xe này thì vẫn có biển đầy đủ nhé. Bên em đang mượn biển giao xe. Một chiếc Kia Morning sản xuất 2018, phiên bản tiêu chuẩn, tư nhân chính chủ, một chủ kiểu mới, nữ sử dụng, sơn xì màu trắng này. Thân vỏ này nặng máy số zin, trang bị khá đầy đủ, cam hành trình, màn hình Android. Đó, nội thất ghế da nguyên bản 2018 và mức giá đề xuất là chỉ 250 triệu đồng. Kia Morning, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, không hoàn đục nhé. 250 triệu đồng. Chiếc Leula Sotti nhập khẩu, phiên bản số tự động, máy 1.6, mang biển kiểm soát thủ đô 29A74880, sản xuất 2009, đăng ký 2010, phiên bản số tự động, máy 1.6. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá 239 triệu đồng, la răng 17 inch, rất thể thao, lốp Z dày. Màn số tự động, hệ thống treo về mái, cách âm tốt, đi đầm chắc. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những mẫu xe có sẵn cửa hàng. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.